Ngôi nhà của hai anh em Hương Thuận khi hoàn thành thì rất là rộng luôn. Hai con hát tặng ông bà một bài nhá. Con hát được bài gì? Thế để chú bắt giọng nha. Hè lại đến hài bạ. Hè lại đến khi phố phường tơ đang hoa phường. Hè lại đến khi những bên rộn ràng hát ca. Ta biết sách bút thân yêu. Ta biết mái trường mến yêu. Chúng em chào đón hè đã về. Nào bạn ơi hãy vui lên. Trại hè đang đón chờ. Đóng em xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, thì đợt vừa rồi cháu Nghiêm có nhận được một số khoản tiền từ quý ông bà gửi đến và có dặn cháu Nghiêm là số tiền đấy sẽ mua đồ ăn và để cho anh em Hương Thuận bồi bổ trong thời gian làm nhà đấy quý ông bà. Thì hôm nay cháu Nghiêm có mua đồ lên cho hai anh em và cháu Nghiêm cũng có mua một ít đồ ăn với cả sữa lên cho cả con của anh trưởng quý ông bà. Bởi vì là như mấy lần trước cháu Nghiêm lên đây ấy, thì cũng thấy là con của anh trưởng là cũng khi mà anh vợ chồng anh ra đây làm thì con của anh cũng ra đây, nên là hôm nay cháu Nghiêm có trích tiền của cháu Nghiêm, tiền mua đồ cho con của anh Nga trưởng, thì cháu cũng trích số tiền mà quý ông bà gửi đến cho cháu Nghiêm để cho cháu Nghiêm làm tiền sang đi lại ấy, thì cháu cũng trích ra để mua sứa với cả mua cá cho gia đình nhà anh Nga trưởng một chút quý ông bà. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị cùng đồng hành với cháu ạ. Thưa quý ông bà, thì cũng khá lâu rồi cháu Nghiêm không lên nhà anh em Hương Thuận. Thì cháu thấy là qua những thước phim mà em Trình với cả em Quyền chia sẻ thì thấy nhà của hai anh em cũng đã hoàn thiện gần xong rồi quý ông bà. Thì hôm nay cháu mua đồ lên thì cháu cũng sẽ ghi hình lại một chút để cho quý ông bà, cô chú và anh chị ở trên kênh của cháu cùng được biết về quá trình hoàn thiện ngôi nhà của hai anh em. Anh trưởng là vẫn đang làm với ông bà. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi nhưng mà vẫn chưa thấy nghỉ. Em chào anh nha, lâu lắm rồi không gặp. Dạ vâng. Hôm nay lên đây. Dạ vâng, hôm nay em lên anh ạ. Ôi nhà làm nhanh quá anh nhỉ. Hôm nay lát gạch này nữa là xong chưa anh? Hôm nay mỗi cái cầu thang anh cũng xong. Hôm nay sắp mưa đấy anh nhỉ. Anh chào công các bà tí nhỉ. Chào công các bà, chào các cô chú nhé. Đây à, hai con. Nào, đây là con của anh đúng không? Vâng. Trước em lên mấy lần thì cũng có gặp. Nào, con chào công các bà xem nào. Chào công các bà, chào các cô chú ạ. Rồi, bạn bé này rất là xinh gái nào. Con, vào đây áo đỏ. Tên gì đấy, con tên gì đấy? Hả, con tên gì? Tuân. Con tên Tuân à? Vâng. Con chào Tuân, chào công các bà nào. Chào các ông, các bà, chào các cô, các chú ạ. Rồi, hôm nay chú này ra đây. Bạn gái, bé gái ra đây. Nay chú mua ít sữa cho hai con, cả hai con luôn. Nào. Đó, xin ạ. Xin, thấy con tên gì? Con tên Hồng. Hồng, cái gì Hồng nhỉ? Sùng Thị Hồng ạ. Sùng Thị Hồng á, năm nay được mấy tuổi rồi? Năm nay được 8 tuổi à? Thế là ít hơn Thuận 1 tuổi à? Xinh gái đấy. Nãy em có mua một cân cá khô cho anh nhá. Vâng. Thì tí anh với đội thợ làm ăn nhá. Vâng. Em chỉ đã không nào lên khoản. Rồi, lên động viên anh em tí thôi anh ạ. Để đâu được anh nhỉ? Vâng, để đâu được anh. Vâng. Em để đây nhá. Vâng. Đây, quý ông bà, ngôi nhà thì sau khi mà hoàn thiện thì được một căn nhà rất là rộng luôn.
Lát gạch này đẹp anh nhỉ, nhìn sáng nhà nhỉ. Các con bóc kẹo bóc sữa ăn đi nhá. Ngôi nhà thì không gian phòng khách rất là rộng quý ông bà. Với cả em Quyền chọn gạch này thì rất là sáng nhà. Ở đây thì có 3 phòng. Hôm nay nữa là hoàn thiện ngôi nhà rồi quý ông bà. Hôm nay anh A Trưởng lắp nốt cái cầu thang thì cũng hoàn thiện rồi. Đây thì có 3 phòng ngủ. Đây quý ông bà, không gian nhà có 3 phòng ngủ. Bây giờ là lắp cửa nữa, với cả lát nốt gạch ở đấy là coi như là hoàn thiện. Trong này là không gian nhà bếp. Em chào anh nha. Chào chị nhé. Chị là đang chát mạch vữa à chị? Anh Trưởng là cả nhà ra đây đấy nhỉ, các con cũng ra phụ đấy. Đây không gian nhà bếp của ông bà, và không gian nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh là một cầu bệt. Ở trên vùng cao thì làm cái bồn cầu này là tiện hơn quý ông bà, nhưng mà làm một cầu ngồi được kia là rất là khó để thứ gì. Nên là đa số là người ta sẽ chọn là bồn cầu bệt. Còn đây là bàn nấu ăn với cả bồn rửa các thứ. Là hôm nay khả năng xong không anh? Có khi là xong. Vâng, chắc là xong đấy nhỉ. Đây ngôi nhà này là làm được khoảng bao nhiêu ngày rồi anh Trưởng nhỉ? Cũng hơn tháng rồi em. Hơn tháng rồi. Vâng. Lâu lắm không gặp rồi, anh vẫn khỏe chứ? Vâng. Phải khỏe mới làm được ngôi nhà này chứ nhỉ? Vâng, vừa rồi ngã. Ngã thì ngã. Vâng, ngã giáo. Ngã giáo à? Còn người có sao không anh? Thủng cái đầu một lỗ bé, anh lấy thuốc nam đắp. Thủng đầu một lỗ à? Vâng. Nguy hiểm chứ? Rách da. Anh hôm nay có việc gì không để cho em phụ không? Nay thì anh bây giờ thì cũng gần xong rồi. Cái lát gạch này thì cháu nghiêm chịu rồi quý ông bà. Cháu không cái này làm nhanh không làm được. Cái lát gạch này thì cháu cũng không biết làm. Nếu mà cháu phụ vớ thì biết anh ạ. Nếu mà tí anh trộm vớ thì anh bảo em nhé. Vâng. Để hôm nay em ở đây phụ anh một ngày nhé. Vâng. Sắp mưa đấy. Rồi sắp mưa. Ngôi nhà này là làm được bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ? Làm được 34 công rồi. 34 công. Hôm nay là cho các bạn phụ là nghỉ bớt rồi chứ? Vâng, nghỉ bớt rồi. Vâng. Lát này không làm được. Lát nhiều. Này thì phải có tay nghề mới làm được. Vâng. Em thấy là anh lát nền rất là phẳng luôn. Nhiều ngôi nhà khác là em đi là thấy cái nền gạch này không phẳng đâu anh ạ. Nhưng vâng. Mà em thấy anh làm rất là kỳ công. Rất phẳng luôn. Mà công nhận cái gạch này nó sáng nhà anh nhỉ? Còn cái này trên mái. Nó hợp với mái đúng không? Cái gạch này mà sơn lên với cả có điện nữa thì tuyệt vời nhỉ. Sơn lên cũng đẹp. Vâng. Đúng may là nhà được sơn thì điện mặt đường, với cả là lúc làm nhà giờ là ít mưa anh nhỉ. Vâng, làm nhà bây giờ từ giờ đi là bắt đầu mưa rồi đấy. Đúng rồi. Ngày xưa làm nhà ông gì mưa suốt. Nên là với cả đường đi khó nữa anh ạ. Vật liệu vào rất là khó luôn. Đường này đi. Nói chung là vật liệu vào thì cũng khó. Xem cái gì để che cái đống dứa này nhá. Chắc mưa đến mùi đấy. Thì làm trước cái chiếc này.
Thử xem được không? Cái đấy dễ thôi. Vâng. Cái này em nghĩ là cho vào cái ấy dễ hơn anh ạ. Vâng. Có cái bát nào dừng cái này không? Ra lấy cho chú xin một cái bát được không? À, chú bóng, chú bóng. Cái túi bột kia đi. Để chú cho thêm tí bột nữa. Cái này hơi hơi nhám. Anh Trường ơi, em phụ chắc cái mạch vỡ này thì giả công em bao nhiêu đây? Ngày bao nhiêu đây? 200 lương cơm. 200 lương cơm nha. À nhưng mà hôm nay em làm một buổi là 100 nha. Còn nói vừa anh sẽ là trên.
Cái này phải tìm kiếm thì mới đẹp quý ông bà. Cái này phải bóp đều tay thì mới đẹp được. Bóp xong là kéo một đường là đẹp luôn. Đấy, các cháu đi tìm chơi bóng đi. Rồi kéo cái này đi cho dễ. Cái bát kia đâu rồi? Bé rồi. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, cái thừa thì mình đặt vào đây tí dùng tiếp. Chị ơi. Chị à? Chị đang làm gì ấy? Ở đây em chỉ cho này. Chị cho bạn cái bóng này. Chị kéo một đường như này thôi. Thôi rồi, chị lấy cái bay gạt cái là được này. Sẽ dễ hơn đấy. Chị thấy dễ hơn không? Mẹ có học cuốn à? Dễ hơn mà nói hay hơn chị. Ờ đúng rồi đấy. Thế là em ngày xưa đi học lăn điện à? Đâu em đi học đâu. Đấy bây giờ kéo này là kéo một đường xong mình lấy cái bay kéo thôi. Lấy cái bay gạt qua là được. Là nhanh hơn. Mà nó lại tiết kiệm. Mình bắn như kiểu silicone ấy. Đúng rồi, bắn như silicone ấy. Sáng kiến được không anh? Được. Được đấy nhỉ? Để xin giúp cho máy ra nhé. Quay sáng đó. Lại mưa rồi đấy quý ông bà. Thế này là bây giờ đang là mùa mưa nên là mưa suốt rồi. Cái bay đi chắt từng tí một thì rất là lâu. Nhưng ta có thể thấy là đây, đường kéo của cháu Nguyên đi rất là đẹp mà nó không bị lem ra ngoài nhiều. Rất là nhanh gọn luôn. Cái này chắc là một mình cháu Nghiêm làm một buổi là xong hết cả cái nhà. Nè, cũng được. Đây là không có cái thứ đâu cả. Bên trong kia là chai hết chưa? Bên trong. À, bên trong chai hết cả. Thế là em không để ý. Thế này còn mỗi cái nhà vệ sinh nữa anh nhỉ? Nhà vệ sinh với nhà bếp. Thế thì để cho chị phụ anh cái đấy đi để em làm cái này hộ nhá. Mẹ, ai không nói thì xin mời.
Các con được nghỉ hè đến bao giờ? Hả? Hả con? Con tên gì lại quên mất rồi? Huân à? À bé trai tên gì? Huân đúng không? Bé bé gái tên gì? Chúng ta quên rồi. Không, à Huân thấy không? Rồi bây giờ là hỏi nốt lần này thôi nha. Nốt lần này là nhớ rồi. Lần sau đây là không hỏi lại nữa. Bản thân cháu hiểu, vợ với ông bà thế nào rồi, thế nào là
con một phần này chú. Chú đi rửa tay xong. Kéo một lần đây. Đó. Nó đủ lên tới mình xin xin lại mình. Đồ là đồ, đồ là khóc xuống, đồ là xuống. Đó, tới đi nhiều trần, nắm, trần, trần, nắm mắt. Đây là, đây là. Làm cái này là càng làm càng thích làm đấy. Đúng vậy. Đúng. Là xong rồi đấy. Làm đây là mình đều. Nhìn như bọn nháy đấy anh nhỉ. Này chính tổ bắn cái này là nhanh hơn nhỉ? Nhanh em kéo một lúc là xong rồi. Đúng rồi. Mà cái này cũng phải có kinh nghiệm. Lần sau cứ thế làm nha. Vâng. Này sau khi cháu nghiêm kéo tầm khoảng 10 phút là xong hết rồi. Còn chỗ này thì chắc là đợi tí lát nốt ở bên trong kia thì cháu sẽ kéo nốt cho. Bây giờ đang vườn cưỡng mà em Tuân, thằng cháu Tuân là đang kéo ở đây. Cái đấy phải bóp đều tay mới được nha. Thế anh trưởng là giả công cho Tuân với cả Hồng là một ngày bao nhiêu? À, Hồng. Đây chú hỏi, một ngày bố giả công cho con là bao nhiêu? Ôi bố không giả công cho á? À thế là làm để đổi lấy cho cái bụng no thôi đúng không? Lại mưa rồi các bạn, là đang lắc rồi cái này thì lại mưa. Mưa này chắc là mưa lâu đấy anh nhỉ? Khả năng mưa lâu rồi nên nó mưa đến tối. Mưa đến tối đấy nhỉ? Bà, ngôi nhà của hai anh em Hưng Thuận khi hoàn thành thì rất là rộng luôn. Để đằng sau này thì cũng chắc xong hết rồi. Bây giờ chỉ đợi thợ nhôm kính ra lắp cửa nó thôi là xong quý ông bà. Đằng sau này thì nhiều quý ông bà sợ là không chắc chắn, nhưng mà sau khi kè xong thì bao nhiêu trận mưa to là không sao rồi. Chắc là mấy đứa cháu thấy bảo Hưng là làm một cái ránh ở đây quý ông bà, với cả làm một cái ránh ở phần trên kia thì khi mà nước mưa ấy thì sẽ có một ránh dẫn nước nữa thì sẽ rất an toàn. Và ngôi nhà rất là to, rất là kiên cố luôn rồi. Khi mà hoàn thiện lên được cái ngôi nhà thì rất là đẹp.
Còn cái phần tả ly trên này thì cũng khá đảm bảo rồi. Cái này chắc là mấy nữa bảo em Hưng là sẽ làm một cái đường ránh ở đường trên này quý ông bà, xong là đổ bê tông vào thì khi mà mưa ấy làm một ống dẫn nước xuống thì nó sẽ an toàn hơn nữa. Là hai đứa con của anh A Trưởng thợ xây quý ông bà rất là khấu khỉnh luôn. Thế con tên là gì? Con tên là Tuân ạ. Cái gì Tuân nhỉ? Tuân ạ. À, thế bé gái tên gì? Con tên là Hồng ạ. Hai con hát tặng ông bà một bài nhá. Con hát được bài gì? Ờ, thế để chú bắt giọng nha. Hè lại đến hài bạ. Hè lại đến khi phố phường thơ nam hoa phường. Hè lại đến khi yêu bé rộn ràng hát ca. Tạm biệt sách bút thân yêu. Tạm biệt mái trường mến yêu. Chúng em chào đón hè đã về. Nào bạn ơi hãy vui lên. Trại hè đang đón chờ. Cùng hòa mình với thiên nhiên và cùng nhau làm nhiều việc tốt. Là bạn ơi Hương Thược. Hương Thược nè. Các con là bé Tuân là ngại đấy. Con hát bài nào khác không? Bác Kim Thang à? Vâng. Ờ, Bác Kim Thang nha. Nào, hai ba. Bác Kim Thang, hai ba. Bác Kim Thang mà ra kim dù. Cuộc bên bèo là kèo bên cùng. Chu lai tuộc mà tuồng ban tết. Chu lai tết lại băng chim. Con lê lê cái trống tuổi tề. Tà tít tê tà tê. Ok. Hai con là hát rất là hay đấy. Thưa quý ông bà thì à, thước phim của cháu đến đây khá dài rồi. Cháu sẽ kết thúc thước phim và đi lên nhà trên để thăm hai anh em Hưng Thuận quý ông bà. Còn bây giờ cháu xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Nào, các con chào các ông các bà đi. Chào các ông các bà, chào các cô các chú ạ. Con chứ, con chào các ông các bà lại nào. Con chào các ông các bà, chào các cô các chú ạ. Rồi, đấy, hai bạn nhỏ này rất là ngoan. Thưa quý ông bà, thì hiện tại trên gian hàng của cháu Nghiêm thì cháu cũng muốn mở bán một số sản phẩm để khi mà cháu Nghiêm đi chia sẻ hoàn cảnh, những hoàn cảnh nào mà chưa nhận được sự hỗ trợ cũng như là yêu mến từ quý ông bà thì cháu sẽ trích cái phần trăm lợi nhuận từ cái việc bán hàng trên gian hàng của cháu để đi mua gạo hay là mua những thùng mì tôm để hỗ trợ cho những hoàn cảnh còn thiếu may mắn ở trên vùng cao của cháu. Thì gian hàng cháu bán gồm có thứ nhất là mật ong bạc hà, thứ hai là mật ong khoái rừng. Nhưng mật ong này thì quý ông bà cũng biết là tác dụng của mật ong này thì mình có thể pha với bột nghệ uống để phòng bệnh đau dạ dày, hay là mình có thể cho trẻ ngâm với hoa đu đủ đực để cho trẻ nhỏ uống là trị ho rất tốt và còn có công dụng như là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch này, giúp ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho gan và làm giảm viêm họng, chống lão hóa tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, giảm ốm nghén cho bà bầu quý ông bà, và còn rất là nhiều công dụng khác. Thứ hai là cháu có bán sản phẩm thứ hai là lá trị sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản quý ông bà. Nhưng mà quý ông bà gặp tình trạng là đái buốt, đái rắt mà khó đái hay là tiểu đêm nhiều lần thì quý ông bà có thể sử dụng cái sản phẩm là thuốc trị sỏi đường tiết niệu này rất là tốt quý ông bà. Sản phẩm thứ ba cháu Nghiêm đang bán và cũng đang được rất là nhiều quý ông bà sau khi mua sử dụng và có phản hồi lại với cháu Nghiêm là sản phẩm này thì có công dụng rất là tốt và được quý ông bà mua lại rất là nhiều. Đấy là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá mắt gan này thì có một cái đặc điểm là ở trên vùng cao vùng cháu mới có, và khi lá này thì bây giờ phơi khô rồi, khi mà quý ông bà mua đi và khi mà pha đun với nước sôi rồi quý ông bà dùng ấy thì lá nó sẽ tươi trở lại nhé quý ông bà. Thì công dụng cái này, lá này là mát gan này, lợi mật này, giải độc gan này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Thì cũng rất mong là được quý ông bà ủng hộ. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị xem tiếp nội dung video của cháu ạ.